nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa quý Phật tử cùng bà con nhân dân hiển tỏa đạo tràng cũng như quý Phật tử đang theo dõi chương trình ở khắp mọi nơi năm cũ kỳ hời đã đi qua năm mới canh tí đã đến trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu xuân mới Thay mặt cho Tăng Ni Chùa Ba Vàng. Thầy xin gửi tới toàn thể quý Phật tử cùng bà con lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc người người mạnh khỏe, tài lộc dồi dào, mọi việc hanh thông. Chúc nhà nhà an vui, cát tường như ý, hạnh phúc trong ánh tử quang của mười phương chư Phật. kính thưa toàn thể đại chúng năm kỳ hợi đã đi qua với biết bao sự biến động cả về thiên nhiên lẫn xã hội con người chúng ta đã trải qua và chứng kiến môi trường thiên nhiên bị hủy hoại nghiêm trọng hiệu ứng nhà kính đã làm cho trái đất nóng lên khí hậu toàn cầu thay đổi bất thường có nơi thì lũ lụt trầm trọng, có nơi thì hạn hán kéo dài, dẫn đến thảm họa cháy rừng Amazon, cháy rừng Oceania. Biết bao thảm thực vật bị tiêu hủy, hàng triệu những con thú rừng bị chết cháy thật đáng thương thay. Các đám mây khói bụi che kín cả bầu trời ô nhiễm khí thở và nguồn nước bệnh dịch tràn lan trong khi đó nhân loại thì nhiều nơi bạo động khủng bố chiến tranh liên miên những cuộc chiến tranh để giành giật thị trường chiến tranh để bành trướng lãnh thổ cuộc sống con người thì đạo đức xã hội đang có chiều hướng đi xuống lòng tin giữa con người với con người bị xói mòn bởi cái lối sống ích kỷ thực dụng người với người nghi ngờ nhau không tin nhau nhiều lắm lòng tham lam tâm gian dối hận thù và ác hại đang dần có xu hướng lên ngôi suối nguồn của tình người hiểu biết và yêu thương đang dần khô cạn trước thực trạng một thế giới như vậy thật đáng lo thay kính thưa toàn thể đại chúng đức phật của chúng ta có dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo nếu với tâm ô nhiễm nói lên hay hành động khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo tâm ô nhiễm đó là những tâm tham lam ích kỷ sân hận si mê ganh ghét ác hại nó sẽ dẫn chúng ta và cả thế giới này đi đến chỗ đau khổ diệt vong thế giới của chúng ta là y báo nhân loại của chúng ta là chính báo. Thế giới phụ thuộc vào con người của chúng ta vậy. Mỗi chúng ta học Phật pháp đều hiểu rất rõ điều này. Đức Phật đấng cha lành của muôn loài, ngài thương xót chúng sinh mà thị hiện ra đời và mưa cam lồ pháp vũ xuống cho chúng ta. Ngài chỉ rõ cho chúng ta nguyên nhân của sự khổ, tại sao chúng ta lại khổ, nhân loại lại khổ. Và cũng dạy cho chúng ta phương pháp, con đường để diệt trừ cái sự đau khổ ấy. Cho nên mỗi Phật tử chúng ta đã có Phật pháp, tức là chúng ta đã có được linh đơn diệu dược để cứu khổ cho mình và cứu khổ cho người đây thật là một phúc báu to lớn của mỗi chúng ta kính thưa đại chúng để chung tay cứu thế giới này mỗi người phật tử chúng ta hãy tận lực thực hành lời phật dạy và lan tỏa giá trị của phật pháp đến muôn nơi chỉ có phật pháp mới có thể cứu được thế giới này chúng ta phải nhận thức và ý thức rõ ràng đây là sứ mệnh và trọng trách của mỗi phật tử chúng ta toàn thể phật tử chúng ta phải ý thức được cái điều này cái duyên chúng ta được biết đến phật pháp thâm nhập phật pháp thực hành phật pháp đây là cái duyên lành tối thắng và chúng ta phải làm một là một cái hạt nhân để cứu vãn thế giới này khi tâm con người không được gột rửa không được nuôi dưỡng bởi mưa vũ của phật pháp cho nên mỗi phật tử chúng ta phải ý thức thật rõ cái bổn phận của mình và trách nhiệm của mình khi mình là một người đệ tử của Phật. Kính thưa đại chúng, nhân dịp đón xuân mới này, canh tí, một lần nữa, Thầy xin chúc quý Phật tử và bà con dũng mãnh, tinh tấn học Phật, tu Phật, đem đạo vào đời, giúp cho đời bớt khổ, cải hóa nhân gian, thành cõi tịnh lạc. Chúc mọi người đón xuân mới, tràn đầy niềm vui, và tràn đầy yêu thương nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma tát đấy là lời chúc nguyện của thầy nhưng cũng là cái lời giao phó trách nhiệm là công hạnh của mỗi phật tử chúng ta mỗi phật tử chùa ba vàng đều phải chung tay để chúng ta làm cho thế giới này tốt đẹp hơn bằng chính cái sự hiểu phật pháp và thực hành phật pháp của chúng ta Thầy mong đại chúng tinh tấn và nhận trách nhiệm này nhé. xuân đến rồi ngàn hoa thắm muôn nơi sen hé nở bếp thơ vang tiếng cười xuân lên chùa toàn ngát nén tâm hương xuân di lặng lòng chung lòng yêu thương xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương tôn kính phận hái hoa em cũng dường xuân yêu đời chân nắng ấm quê